Thưa quý vị, nhìn lại năm 2021, chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm gọi tắt là chương trình OCOP đạt thêm nhiều nét khởi sắc mới ở thành phố Cần Thơ. Những kết quả tích cực về chất lượng, quy mô, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm sẽ được phát huy với nhiều cách làm mang tính đồng bộ, tạo đà, nâng tầm các sản phẩm đặc trưng của thành phố Cần Thơ. Năm qua, Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP thành phố Cần Thơ thực hiện nhiều đợt đánh giá xếp hạng tổng số 22 sản phẩm. Có đến 20 sản phẩm đạt 4 sao, 2 sản phẩm còn lại đạt 3 sao. Kết quả khả quan trong điều kiện tác động tiêu cực của dịch bệnh là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, sự phối hợp hỗ trợ tích cực của các sở ngành và quận huyện, đặc biệt là Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương và các địa phương. Điều đáng phấn khởi là các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các chủ thể đều có sự quan tâm đầu tư trang thiết bị, mở rộng quy mô cho chương trình OCOP. Sản phẩm OCOP dần dần cũng được các cái siêu thị, các cái doanh nghiệp cũng như là người dân trong và ngoài thành phố đó là biết đến và từng bước tiêu thụ cái sản phẩm OCOP ngày càng nhiều hơn so với năm 2020. Đến nay, thành phố Cần Thơ có 41 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Đáng chú ý là phần nhiều đạt 4 sao. Riêng hai sản phẩm da cá ăn liền chiên giòn dị tôm dùm, da cá chiên giòn ăn liền dị trứng muối đã bảo điều kiện thực hiện hồ sơ đề xuất Hội đồng các quốc gia đánh giá xếp hạng 5 sao. Các sản phẩm được xếp hạng cấp thành phố nhìn chung được sự đồng thuận đánh giá cao của các ngành, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn, từng bước đáp ứng các quy chuẩn chất lượng ngày một nâng cao hơn. Để cho cái khách hàng, để cho người tiêu dùng họ tin tưởng á, thì nó cũng phải trải qua một quá trình rất là dài. Tuy nhiên mà khi mà được mà nhà nước á, ví dụ như là sở ban ngành họ đến họ thẩm định rồi họ cấp cho mình cái chứng nhận như vậy, thì nó cũng giống như là cái chứng thư bảo lãnh, cái thay vì mình đi mình giao mình nói thì bây giờ mình chỉ cần gắn cái thương hiệu OCOP lên đấy thì tự động là người tiêu dùng họ cũng nhận ra là cái sản phẩm này đã được có sự kiểm tra kiểm soát và cấp cái xác nhận, như vậy thì nó sẽ có cái hiệu quả hơn trong cái hoạt động mà thương mại. Với yêu cầu ngày càng cao của thị trường về tiêu chí chất lượng, đơn vị Phạm Nghĩa sẽ phấn đấu nâng các sản phẩm đã tham gia chương trình OCOP đạt chuẩn 4 sao lên thành chuẩn 5 sao. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tiếp tục chọn các sản phẩm chủ lực và tiềm năng để tham gia đánh chương trình đánh giá OCOP với tiêu chí là đạt chuẩn 5 sao nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách hàng. Phát huy những kết quả đạt được, ngành nông nghiệp tham mưu đề xuất thực hiện nhiều nội dung, giải pháp trọng tâm về công tác thông tin, truyền thông để kích thích thị trường tiêu thụ, qua đó thúc đẩy các chủ thể đầu tư thêm các sản phẩm OCOP, nhất là các sản phẩm lợi thế từng địa phương. Phát triển hàng hóa dịch vụ mang tính đa dạng sản phẩm và từng bước nâng cao về chất lượng, quy chuẩn, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định. Phát triển sản phẩm dịch vụ đi liền với hình thức tổ chức phù hợp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình khoa học công nghệ, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và hợp tác xã được tiếp cận các chính sách hỗ trợ từ nhà nước. Tăng cường thông tin về các sản phẩm đặc trưng vùng miền và chương trình quảng bá du lịch trong và ngoài nước. Chúng ta ở đây cũng đã xây dựng được cái sàn thương mại điện tử của riêng ngành nông nghiệp và đang từng bước để nâng lên thành cái sàn thương mại của cấp vùng và cấp quốc gia trong thời gian tới. Đồng thời đó là cũng có một số cái sàn thương mại điện tử như sàn thương mại điện tử của Bộ Nông nghiệp, rồi cái sàn thương mại điện tử Vỏ Sò vân vân, thì đây là một số cái sàn thương mại điện tử để tạo điều kiện quảng bá, xây dựng thương hiệu, góp phần trong cái tiêu thụ và cái mở rộng sản xuất của các cái sản phẩm OCOP trong thời gian tới. Trải qua một năm đầy khó khăn, các sản phẩm OCOP được xem là một trong những điểm sáng về sự nỗ lực vươn lên của thành phố. Đáng chú ý là các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp được sản xuất với chất lượng theo hướng bài bản, quy mô mở rộng hơn, gắn liền với quảng bá tiêu thụ theo hướng chuyên nghiệp. Cùng với đó, ngành nông nghiệp của thành phố còn quan tâm các giải pháp về chuyển đổi số nhằm không ngừng phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị và lợi thế của từng địa phương nói riêng và của thành phố nói chung để nâng cao giá trị từng nông sản trong xu thế hội nhập và phát triển.